Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang và cho rằng trường hợp của bà Trang là điển hình về vi phạm tự do truyền thông và tự do báo chí trên toàn thế giới. Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos viết trên Twitter hôm 19 tháng 12 rằng hơn một nửa số trường hợp trong dự án bảo vệ tự do, gọi tắt là DFP có liên quan đến báo chí, blog và truyền thông. Một trường hợp như vậy là trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, người đã bị kết án 9 năm tù vào năm ngoái. Ủy ban này kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho bà Trang ngay lập tức và vô điều kiện. DFP là một dự án của Ủy ban Nhân quyền Tom Landros được thành lập từ hơn 10 năm qua nhằm để hỗ trợ các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới và khuyến khích các thành viên Quốc hội Mỹ vận động thay mặt cho các tù nhân lương tâm để họ được tự do, đồng thời ràng buộc trách nhiệm giải trình đối với việc đối xử bất công. Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Ro Khanna, một thành viên của Ủy ban và là người bảo trợ cho bà Trang, viết trên Twitter hôm 22 tháng 12 rằng chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh cho tự do của bà Phạm Đoan Trang. Dân biểu này cáo buộc chính phủ Việt Nam đã nhắm mục tiêu và tra tấn bà Trang vì bảo vệ nhân quyền. Cả dân biểu Khanna và Ủy ban nhân quyền Tom Landers cho biết rằng họ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc trả tự do cho bà Trang và bảo vệ quyền tự do biểu đạt phổ quát. Trước đó, nhờ sự vận động của dân biểu Khana vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân quyền Tom Landros chấp nhận bảo trợ cho bà Trang. Đồng thời, các dân biểu Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng gây áp lực nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo và tù nhân lương tâm này. Chính quyền Việt Nam luôn bác bỏ việc giam cầm tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm và cho rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những người vi phạm pháp luật.